đầu xuất hiện tại việt nam office robot được xếp vào loại robot tự động hóa robotic process automation rpa giống với chuỗi khối trí tuệ nhân tạo hay internet vạn vật rpa là công nghệ có tính ứng dụng cao trong quá trình chuyển số phần mềm này hoạt động dựa trên các quy tắc định sẵn giúp thực hiện các công việc có khối lượng lớn lặp đi lặp lại theo chu kỳ như nhập liệu tạo đơn hàng cấp quyền truy cập và các công việc đòi hỏi sự phối hợp liên tục giữa nhiều hệ thống khác nhau do vậy nó giúp nâng cao một cách đáng kể hiệu suất công việc và giảm thiểu lượng nhân công sử dụng không như các công nghệ ai hay học sâu vốn đòi hỏi phải xử lý và tiếp xúc với một lượng dữ liệu lớn rpa chỉ đơn giản là hoạt động dựa trên các quy tắc định sẵn vì thế công nghệ này rất phù hợp trong việc xử lý các dữ liệu đòi hỏi cao về tính bảo mật và an toàn dữ liệu rpa có thể được ứng dụng trong các ngành bảo hiểm tài chính mua sắm cung ứng kế toán chăm sóc khách hàng và nhân sự rpa hiện là công cụ được sử dụng rộng rãi tại nhật bản công nghệ này hiện còn khá mới mẻ tại việt nam tuy nhiên trong thời gian tới khái niệm này nhiều khả năng sẽ dần được phổ biến rộng rãi hơn hiện tại mới chỉ có office robot một phần mềm rpa vừa được đưa vào việt nam với những tùy chỉnh dành riêng cho thị trường